Thưa quý vị, miền Bắc đang ấm dần lên. Trong ngày mai, ngày giỗ tổ, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, buổi sáng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời vẫn có mây nhiều, sáng mát mẻ và có sương mù nhẹ. Đến trưa và chiều mai, cùng với sự phát triển và mở rộng của hàn lưu vùng áp thấp phía Tây, khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Việt Trì của Phú Thọ trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. Vì thế, với người hành hương giỗ tổ nên mang theo ô, mũ và nước uống. Đối với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nơi có ảnh hưởng của hàn lưu vùng áp thấp sớm, trời nắng mạnh và mức nhiệt ngày cũng tăng lên tới 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi như Mường Lay, Mường La hay Mường Tè, nhiệt độ cao hơn, duy trì từ 34 đến 35 độ và bắt đầu xuất hiện nắng nóng. Còn với miền Trung, thời tiết của ngày giỗ tổ cũng khá đẹp. Từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trong ngày mai trời có nắng sớm, nhưng cường độ nắng không quá mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai đều duy trì trong khoảng là từ 32 cho đến 33 độ và chưa xảy ra nắng nóng. Lưu ý về chiều và tối ở phần phía Tây các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra mưa rào và dông nhiệt. Trong cơn dông cần đề phòng tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ở miền Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam đầu mùa, chiều và tối mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa sớm trên diện rộng. Trong đó, phần phía Tây của tỉnh Kon Tum, Gia Lai hay là phần phía Đông của Đắk Lắk và Lâm Đồng sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Cần lưu ý tới hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Về nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, do ảnh hưởng hút gió của hàn lưu siêu bão Surije nên gió chuyển hướng Tây Nam với cường độ cấp 3, cấp 4, khiến cho mưa dông xuất hiện nhiều về chiều và tối, làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km. Còn ở khu vực phía bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông cường độ cũng ở mức cấp 3, cấp 4 nhưng không có mưa dông. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.